Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong video mới. Video ngày hôm nay mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất từ các bạn. Thật ra là tuần này mình chẳng có ý tưởng nào cả. Và mình chợt nhớ ra là cách đây vài tháng mình có đăng một bài đăng ở trên tab cộng đồng là mình có nói là các bạn hãy gửi câu hỏi cho mình. Thì ok, trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp những câu hỏi đấy. Trong cái bài đăng đấy mình nhận được gần 400 câu hỏi. Chắc chắn là mình không thể nào mà giải đáp được hết. Cho nên là mình sẽ chỉ giải đáp những cái câu hỏi mà có nhiều người cùng thắc mắc nhất thôi nhá. Câu hỏi 1, Thành bao nhiêu tuổi? Thực ra là vấn đề tuổi tác thì mình nhớ là mình đã có chia sẻ trong một cái video rồi. Hình như là cái video tại sao mình lại học vẽ thì phải. Thì trong cái video đấy mình có nói là mình 17 tuổi. Tuy nhiên thì có nhiều người có vẻ không tin, bình luận là 17 tuổi gì mà nhìn mặt già thế, hay là 17 tuổi gì mà vẽ khủng thế. Thật sự mình đọc mấy cái bình luận đấy, mình thật sự là mình không biết là mình nên vui hay là mình nên buồn. Thôi hôm nay thì chia sẻ thật là mình không phải 17 tuổi. Nhìn cái mặt mình nó già cho nên là mình nói thế để cảm giác nó trẻ trung hơn thôi. Thật ra là năm nay mình 18 tuổi. Câu hỏi 2, đầu anh có bao nhiêu sợi tóc thế? Ngoài tóc ở trên đầu ra, mình còn có tóc ở những khu vực khác nữa. Nói chung là để đếm xem có bao nhiêu sợi thì cũng hơi nhiều đấy. Nói chung là nếu bạn muốn biết thì cứ inbox riêng cho mình. Bạn có thể đến gặp mình và đếm hộ mình. Câu hỏi 3, thu nhập hàng tháng của anh là bao nhiêu? Nói chung là đủ để đáp ứng những nhu cầu cơ bản như là ăn, đụ, ngủ, ỉa bạn ạ. Câu hỏi 4, anh đã bị cắm sừng bao giờ chưa? Chưa bạn ạ. Bởi vì mình chuyên môn đi cắm sừng người ta, mình không biết cái cảm giác bị cắm sừng nó ra sao nữa luôn. Câu hỏi 5, vẽ giỏi thì có giàu được không? Thực sự là chỉ giỏi vẽ thôi thì không giàu được đâu. Nếu bạn muốn giàu ấy thì ngoài giỏi vẽ ra, bạn phải giỏi cả chửi bậy nữa. Thật ra là bất kỳ một ngành nghề nào cũng thế. Những cái người thành công mà mình theo dõi ấy, họ không chỉ giỏi cái lĩnh vực của riêng họ, mà còn họ còn có hiểu biết ở những lĩnh vực khác nữa. Vậy nên theo mình, nếu các bạn muốn thành công và giàu có thì ngoài cái lĩnh vực mà bạn đang chuyên ngành mà bạn đang theo đuổi ra, thì bạn cũng nên tìm hiểu và học hỏi thêm những cái lĩnh vực khác nữa. Ví dụ như là đi học thêm tiếng Anh này, học thêm một chút về PR, marketing, quảng cáo, đọc thêm sách nữa. Nói chung là nếu muốn thành công và giàu có thì phải giỏi nhiều thứ. Còn nếu chỉ giỏi chuyên ngành thôi thì suốt đời chỉ đi làm thuê cho thằng khác thôi. Học nhiều lên. Câu hỏi 6, ngoài làm YouTube ra thì anh có dự tính gì cho tương lai không? Hiện tại thì mình đang cố gắng phát triển cái kênh YouTube này lên được khoảng 100.000 sub. Nếu mà bạn hỏi là sau khi được và đạt được 100.000 sub thì mình tính làm gì, thì mình đang có ý định muốn mở một trang web riêng để bán những tác phẩm riêng của mình và nhận hợp đồng làm việc theo yêu cầu của khách hàng. Câu hỏi 7, anh có phải là gay không? Đây có lẽ là một trong những câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất từ các bạn. Và video nào mình đăng lên cũng có người hỏi câu này. Gay ở trên Wikipedia có nghĩa là người đồng tính nam, là những người đàn ông có xu hướng thôi thúc về tình cảm và tình dục hướng về những người đàn ông khác. Theo mình thì cái định nghĩa này nó không đúng với mình lắm. Mình biết là những cái trò đùa của mình có thể sẽ khiến nhiều người nghĩ mình là BD. Tuy nhiên thật ra nam với nữ đối với mình nó không quan trọng lắm. Thật ra nếu mà mình có hứng thú thì nam hay nữ là mình cũng sợ hết. Nhưng mà nếu bạn hỏi mình là mình có thích chim không, có thích con trai không thì mình có. Còn nếu bạn hỏi là mình có phải là gay không thì mình không phải là gay. Nam nữ quan trọng đéo gì, miễn sướng là được. Câu hỏi 8, loại màu nào vẽ tốt nhất? Màu càng đắt tiền thì càng tốt. Câu hỏi 9, để trở thành một họa sĩ manga thì cần những gì ạ? Mình mà biết thì mình đã đi làm họa sĩ manga rồi, làm YouTube mệt bỏ mẹ. Câu hỏi 10, Thành Phạm ơi, địt mẹ anh, ta địt cả lò nhà mày. Câu hỏi 11, anh ơi em muốn mua chì màu Prisma mà em không biết chỗ, anh có thể chia sẻ giúp em chỗ anh mua ở đâu được không ạ? Mình không thể chia sẻ với các bạn những cái địa chỉ mà mình mua họa cụ được, tại vì mình không muốn PR hay là quảng cáo miễn phí cho bất kỳ một cái shop họa cụ nào hết. Tuy nhiên thì nếu bạn muốn mua chì màu Prisma, bạn có thể lên Google để gõ chì màu Prisma và tìm xem có những cái shop họa cụ nào ở bên dưới cái thanh tìm kiếm đấy nó có bán cái sản phẩm đấy. Và hầu hết các shop họa cụ hiện nay đều có dịch vụ giao hàng toàn quốc và người ta sẽ ship đến tận giường cho bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể lên Shopee để mua, có bán đấy. Câu hỏi 12, nếu không làm YouTube thì anh sẽ làm gì? Nếu không làm YouTube thì có lẽ là mình sẽ bay về Nhật Bản để làm diễn viên, đóng phim á. Câu hỏi 13, tại sao em hỏi anh không trả lời? Ta đéo thích trả lời. Câu hỏi 14, anh ơi em 15 tuổi, học vẽ có phải là quá muộn? 15 tuổi là bình thường bạn ạ, mình cũng bắt đầu học vẽ từ cái tầm tuổi đấy. Và nếu bạn xác định sau này tương lai của bạn sẽ đi theo ngành mỹ thuật chuyên nghiệp thì theo mình đây là cái khoảng thời gian tốt nhất để bắt đầu. Thật ra thì ngành nghề nào cũng thế cả thôi, không có gì là sớm hay là muộn cả. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu chính là ngay lúc này. Thực sự nếu mà bạn có năng khiếu thì chỉ cần vài tháng thôi bạn cũng có thể đuổi kịp trình độ của những người học đến vài năm. Còn nếu bạn không có năng khiếu thì học cho vui cũng được. Câu hỏi 15, anh ơi những thứ vô dụng nhất khi vẽ tranh là gì ạ? Bạn hỏi câu này khó vãi cả lồn, mình chịu, chả biết trả lời như nào. Câu hỏi 16, anh ơi làm thế nào để tìm được kiểu vẽ, nét vẽ phù hợp và cách phát triển về nó ạ? Cái này thì bạn cứ phải làm mới biết được. Nếu mà hiện tại bạn chưa thể tìm ra được một cái nét vẽ hay là một cái phong cách riêng cho mình thì bạn có thể lên mạng
chép lại, tìm kiếm những cái bức tranh mà họa sĩ bạn thích và chép lại nó. Trong quá trình mà bạn chép ấy, thì bạn hãy thử nghĩ xem là bạn thích cái gì trong phong cách của họ. Còn những cái điểm nào mà bạn không thích ấy, thì bạn có thể biến tấu đi theo cái phong cách mà bạn, theo cái ý mà bạn muốn. Hoặc là bạn cũng có thể là tham khảo phong cách của nhiều họa sĩ khác nhau mà bạn thích nữa. Thì những ví dụ như là bạn nhìn thấy ông này có cái gì mà bạn thích, nhìn ông kia có cái gì mà bạn thích, thì bạn nhặt ra những cái hay mà bạn cho là hay, rồi hòa trộn lại và tạo ra một cái phong cách cho riêng bạn. Và nếu mà làm về lâu dài thì mình nghĩ là bạn cũng sẽ tìm được phong cách riêng cho mình thôi. Ngày xưa mình cũng thế đấy. Quan trọng là bạn phải thực hành, chứ còn nếu mà chỉ xem tranh rồi phân tích thì muôn đời không lên tay được đâu. Câu hỏi 17. Anh ơi, sao mỗi lần nói chuyện cái mặt anh không biểu cảm gì vậy? Mình bị đứt dây thần kinh biểu cảm bạn ạ. Câu 18. Làm thế nào để thuyết phục bố mẹ cho đi học vẽ? Tự làm thêm kiếm tiền mà đi học. Mình đùa vậy thôi, chứ thật sự là cái vấn đề phụ huynh luôn luôn là vấn đề của tất cả chúng ta. Vấn đề này có lẽ là mình sẽ làm hẳn một video khác để nói. Còn hiện tại thì mình sẽ chỉ khuyên bạn một câu ngắn gọn là trước tiên là bạn hãy cứ cố gắng làm thật tốt những cái công việc của cá nhân mình đi. Và đừng để bố mẹ phải lo lắng nhiều. Thì sau này bạn có muốn thuyết phục bố mẹ bạn cái gì đó thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn đấy. Câu 19. Anh có bị adblock bao giờ không ạ? Hiện tại là đang đéo có ý tưởng làm nội dung, có phải làm video trả lời câu hỏi đấy. Câu 20. Anh có đang làm gì khác ngoài YouTube không ạ? Ngoài làm YouTube ra thì mình vẫn đi khách thường xuyên bạn ạ. Ý của mình là phục vụ khách hàng. Nhà mình là quán ăn mà. Câu 21. Anh ơi, vẽ manga thì nộp bản thảo ở đâu vậy? Đéo ai mà biết được. Câu 22. Mất hứng vẽ thì làm gì hả anh? Đừng có vẽ nữa. Câu 23. Anh thuận tay nào? Mình thuận tay phải. Câu 24. Ông thầy bà cô giáo mà anh từng ghét nhất là ai ạ? Anh có thể làm một video nói về việc cha mẹ thầy cô luôn muốn con mình đi theo các ngành kinh tế chứ không phải nghệ thuật đi ạ. Cô giáo mà mình ghét nhất trong đời có lẽ là cô giáo dạy môn tiếng Anh hồi mình học cấp 2. Mình nhớ là hồi đấy mình suốt ngày bị gọi lên bảng kiểm tra bài. Lẽ ra là ngày hôm nay gọi mình rồi thì ngày hôm sau là phải gọi đứa khác lên chứ đúng không? Nhưng mà ngày lồn nào mình có bị gọi. Sau này khi mà tốt nghiệp ra trường rồi thì những cái đứa học cũ của mình nó mới cho mình biết là mình bị bà giáo đì tại vì mình không đi học thêm. Bịt mẹ tức vãi lồn. Còn việc các phụ huynh hiện tại không muốn cho con em mình đi theo các ngành nghệ thuật thì mình có lẽ là mình sẽ làm một video để nói riêng nhé. Câu 25. Anh xem phim 18 cộng chưa ạ? Mình là một con người rất là văn minh và trong sáng, không bao giờ biết xem phim 18 cộng nhá. Mình chỉ xem phim khiêu dâm thôi. Câu 26. Luyện tập thế nào để mau lên tay ạ? Quay tay nhiều vào là lên. Câu 27. Khi bị adblock thì anh làm gì để lấy lại cảm xúc ạ? Hiện tại là mình đang bị adblock và mình đéo biết làm gì để lấy lại cảm xúc rồi. Câu 28. Muốn kiếm tiền từ hội họa theo anh có những cách nào? Tao mà biết thì đã giàu từ lâu rồi. Câu 29. Anh có người yêu chưa? Chưa mày. Câu 30. Anh thường lấy ý tưởng ở đâu để vẽ? Mình thường hay lượn lờ các cánh đồng ở ngoại ô thành phố, hít thở không khí trong lành và thi thoảng nếu mà bắt được cảnh nào đẹp thì mình sẽ chụp ảnh lại và về nhà vẽ. Câu 31. Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm về những bộ phận nhạy cảm như mông và ngực và các bộ phận đi vệ sinh của nam và nữ được không ạ? Mình không có kinh nghiệm vẽ những cái thứ đấy. Bạn vui lòng đi hỏi người khác. Câu 32. Anh ăn gì mà đẹp trai thế ạ? À, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người đẹp trai cho đến khi đọc được cái câu hỏi này. Ok, thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn cái chế độ ăn uống của mình. Mình rất là thích ăn những loại hoa quả nhiệt đới, ví dụ như là dưa hấu và bưởi. Những cái loại quả mà có nhiều dinh dưỡng như là chuối và nho. Ngoài ra thì mình cũng hay ăn các loại sữa chua để giữ cho làn da luôn được mịn màng và tốt cho hệ tiêu hóa nữa. Câu 33. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? Mình còn riêng 100%, chưa từng yêu ai và cũng chưa từng đụ ai. Câu 34. Anh ơi, nếu áp lực cuộc sống làm em không thể vẽ nổi thì em nên làm thế nào ạ? Hiện tại em sợ bỏ vẽ, nhưng em mệt mỏi lắm rồi. Vẽ khiến em áp lực kiểu gì ấy? Thật sự thì trong cuộc sống ai cũng có những cái áp lực riêng và không người nào là giống người nào. Nếu mà bạn đang là một người đi làm hoặc là đi học và cái vẽ tranh của bạn nó chỉ là một cái đam mê thôi thì theo mình bạn nên tạm ngừng vẽ một thời gian nếu như là bạn đang quá mệt mỏi. Bạn hãy tập trung cái thời gian mà giải quyết thật tốt những cái vấn đề đang gây áp lực cho bạn đi đã. Khi mà mọi thứ đã ổn định rồi và đầu óc của bạn nó đã thoải mái rồi thì bạn hãy tiếp tục cái đam mê của bạn. Bạn không nên làm gì khi mà cơ thể của bạn nó đang mệt mỏi. Và khi mệt mỏi thì bạn cần phải nghỉ ngơi. Bạn không nên ép mình làm bất kỳ một việc gì nếu như mà bạn đã cảm thấy mệt mỏi. Bạn sợ vẽ là bạn đang vẽ tranh trong lúc bạn mệt mỏi. Và cái bộ não của bạn nó mặc định rằng là bạn mệt mỏi là do vẽ, cho nên từ đó bạn mới sợ vẽ. Và mỗi khi mệt mỏi thì chúng ta sẽ chẳng làm được cái việc gì nên hồn cả. Thì cái cơ thể của chúng ta nó cần được nghỉ ngơi. Cho nên là đừng có vẽ tranh lúc đang mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi đi. Ok, màn trả lời câu hỏi xin được tạm dừng tại đây. Thật ra là còn rất là nhiều câu hỏi nữa, tuy nhiên thì thời lượng của video có hạn cho nên mình sẽ không thể trả lời hết được. Nhưng mà mình hứa với các bạn là mình sẽ làm một video trả lời câu hỏi vào một dịp khác. Những cái câu hỏi nào mà trong video này mình chưa giải đáp thì các bạn có thể bình luận xuống phần bên dưới nhé. Nhớ bấm like và subscribe kênh mình nhé. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở video sau. Tạm biệt và hẹn gặp lại.